Sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra và phát hiện 4 xe tải với hàng trăm bình khí cười N2O đang được giao nhận tại một bãi đất trống trên đường Tránh Nam Hải Vân thuộc địa bàn huyện Hòa Vang. Qua kiểm tra 4 chiếc xe tải, lực lượng công an đã phát hiện 278 bình kim loại chứa khí cười N2O. Qua đấu tranh ban đầu, hai tài xế Trần Minh Thiện, 39 tuổi, trú tỉnh An Giang, và Nguyễn Văn Hoàng, 43 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên, khai nhận số bình khí cười này được một chủ hàng ở miền Bắc thuê vận chuyển vào Đà Nẵng, giao cho khách theo yêu cầu. Khi đến Đà Nẵng, cả hai liên hệ với Võ Văn Hiếu, 41 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, và Nguyễn Quỳnh Anh Ngọc, 39 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, để đến giao nhận số bình khí cười nói trên. Hiếu khai nhận được một số cá nhân tại Đà Nẵng thuê vận chuyển các bình khí cười này về các dấu phục vụ hoạt động kinh doanh trái phép. Còn Ngọc khai nhận đặt mua số bình khí cười để bán cho những người có nhu cầu sử dụng. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã niêm phong số hàng hóa theo quy định, tiếp tục điều tra xử lý.